Khuyên chân thành, bốn kiểu thớt không nên có mặt trong nhà bếp, dễ nhiễm ê thuốc độc ê vào thức ăn. Không chỉ bát, đĩa hay nồi chảo không an toàn mới tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc vào thức ăn. Bốn loại thớt dưới đây cũng nguy hiểm không kém. Thớt là một trong những đồ dùng nhà bếp không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng nếu lựa chọn và bảo quản thớt không đúng cách sẽ gây tổn hại trực tiếp đến dinh dưỡng, sức khỏe của chúng ta. Thậm chí, có bốn loại thớt không nên có mặt trong bất kỳ căn bếp nào, có cũng nên vứt bỏ ngay. Bởi trong quá trình sử dụng, chúng có thể khiến thực phẩm hay món ăn bị nhiễm ê thuốc độc ê gây hại sức khỏe. Đó là một thớt nhựa cũ, bị trầy xước nhiều. Thớt nhựa là loại thớt phổ biến trong nhiều gia đình vì giá thành rẻ và dễ dàng vệ sinh. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, bề mặt thớt sẽ xuất hiện nhiều vết trầy xước. Những vết này chính là nơi lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc và thậm chí là mảnh nhựa siêu nhỏ tích tụ. Khi dùng để cắt thực phẩm, đặc biệt là đồ nóng, các hạt nhựa này có thể thẩm thấu vào thức ăn, tạo ra độc tố ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Thớt nhựa cần được thay định kỳ, nhất là khi có quá nhiều vết trầy, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Thớt gỗ bị mốc hoặc nứt. Thớt gỗ là lựa chọn yêu thích của nhiều người vì độ bền cao, công năng tốt và đẹp mắt, mang xu hướng tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh và bảo quản đúng cách, thớt gỗ dễ bị nấm mốc hoặc xuất hiện vết nứt. Nấm mốc trên thớt gỗ là nguồn sản sinh ra aflatoxin, một loại chất gây ung thư rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, các vết nứt cũng là nơi vi khuẩn dễ dàng tích tụ và xâm nhập vào thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, nên thay thế thớt gỗ ngay khi xuất hiện dấu hiệu nứt hoặc mốc. 3. Thớt kim loại bị gỉ sét. Thớt kim loại, đặc biệt là thớt nhôm hoặc inox kém chất lượng, thường được sử dụng vì dễ vệ sinh và không bị thấm nước. Tuy nhiên, qua thời gian, bề mặt kim loại có thể bị oxy hóa và xuất hiện các mảng gỉ sét. Khi tiếp xúc với thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm chua hoặc mặn, các mảng gỉ này có thể thẩm thấu vào thức ăn, tạo ra các chất độc hại. Việc tiêu thụ thực phẩm có lẫn oxit kim loại có thể dẫn đến ngộ độc hoặc tích tụ kim loại trong cơ thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. 4. Thớt thủy tinh chất lượng kém. Nhiều người cho rằng thớt thủy tinh sạch sẽ và không bị mài mòn như các loại thớt khác. Tuy nhiên, thớt thủy tinh kém chất lượng thường dễ bị nứt hoặc vỡ khi gặp va chạm. Khi bề mặt thủy tinh bị nứt, các mảnh thủy tinh siêu nhỏ có thể rơi vào thức ăn, gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa. Ngoài ra, thớt thủy tinh kém chất lượng có thể chứa các chất phụ gia độc hại, dễ dàng xâm nhập vào thực phẩm khi bề mặt bị mài mòn hoặc hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Ngoài ra, khi sử dụng thớt cũng có một vài lưu ý khác để món ăn tươi ngon, sức khỏe an toàn. Ví dụ như phân loại thớt riêng cho thực phẩm sống và chín, sau khi dùng thớt cần rửa sạch và phơi khô hoàn toàn. Định kỳ khử trùng thớt bằng giấm trắng hoặc nước muối, dung dịch chuyên dụng để loại bỏ vi khuẩn. Nên thay mới thớt 1-2 năm một lần ngay cả khi chưa hư hỏng hoặc thay mới ngay khi có dấu hiệu nấm mốc, trầy xước nhiều, nứt vỡ, có mùi lạ. Ăn quá nhiều thịt cá dễ sinh bệnh, tại sao? Protein trong thịt cá sinh ra nhiều chất cặn bã, các chất độc hại cho tim mạch, gan, thận nên ăn với lượng vừa phải để cơ thể khỏe mạnh. Thừa chất đạm sinh đủ thứ bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thịt, cá, protein, chất đạm là nhóm chất dinh dưỡng quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển của cơ thể. Nhưng hiện nay, chúng ta đang có nguy cơ ăn dư thừa protein. Khi dùng quá ngưỡng thì dù protein dạng nào cũng đều gây bất lợi cho cơ thể, đặc biệt là đạm động vật. Khi ăn nhiều đạm động vật trong cơ thể diễn ra một quá trình tiêu hóa, dễ xuất hiện những sản phẩm cuối cùng của nitơ, ure, axit uric. Những chất này làm tăng axit uric trong máu, khiến độ pH tăng lên. Lúc này, cơ thể phải huy động canxi từ xương để tạo thành phosphat canxi. Nó có tác dụng kiềm hóa và duy trì độ pH ở mức ổn định. Canxi bị lấy từ xương ra nhiều nên sẽ gây xốp xương, loãng xương. Đồng thời khi canxi được lấy để cân bằng độ toan kiềm trong máu thì chúng sẽ được đào thải qua thận. Quá trình đó diễn ra lâu dài dẫn tới việc lắng đọng canxi ở thận.
Với người có chức năng thận kém, khả năng đào thải canxi càng kém, dễ bị lắng đọng gây sỏi thận. Việc ăn nhiều đạm cũng làm axit uric tăng, gây lắng đọng ở các khớp gây bệnh gút. Nó cũng có khả năng lắng đọng ở dây thần kinh gây đau dây thần kinh. Đặc biệt thịt động vật ít chất xơ nên đào thải ra ngoài chậm và không hoàn toàn. Những chất này lưu lại ở đường ruột sẽ sản sinh những chất cuối là nitơ, axit uric, ure. Chúng là những tác nhân gây ra ung thư đường ruột.